Có một nông phu, bản tính rất độc địa. Một hôm vào giờ ngọ, y ra đồng thăm ruộng, bỗng nhiên thấy một con trâu của hàng xóm, vừa ăn lúa, vừa giẫm đạp tơi bời đám ruộng của y. Nổi giận xung thiên, y mắng: "Ta vất vả lắm mới làm được đám lúa tươi tốt như thế này, mà mi lại thản nhiên giẫm đạp lên, lại còn ăn phá không thương tiếc. Mi tưởng mi được sống yên ổn mà không phải chịu sự trừng phạt hay sao?" Mắng xong, cười khẩy vài tiếng rồi gằn giọng: "Ta không giết mi, tất nhiên mi lại ăn lúa của ta nữa, vậy ta phải cắt lưỡi của mi vứt đi, thử xem mi còn dám ăn lúa của ta nữa thôi." Con trâu biết mình có lỗi nên đứng cúi đầu chẳng dám ho he gì hết. Tên nông phu liền nắm chặt đầu trâu, rút ra một con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. Bấy giờ con trâu lặng lẽ chịu đau, không kêu một tiếng nào cả. Về sau, người nông phu ấy lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng các đứa trẻ sau nửa năm biết nói, đột nhiên câm lặng. Người nông phu thống khổ vô cùng, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, bèn đi tìm khắp danh y để chữa trị cho con, nhưng các thầy thuốc đều bó tay, không thể chữa được. Bỗng nhiên, nhớ lại cách đây khoảng 10 năm, y đã cắt đứt lưỡi trâu, phải chăng vì quả báo ấy mà con y phải chịu tai họa ngày nay? Thế mới biết, lưới trời lồng lộng, thiện ác phân minh, người nông phu chịu khổ đã đành, còn các đứa bé có lẽ đã gây một nghiệp duyên nào đó nên mới bị khổ lây. Cách đây không lâu, tiên sinh Thái Minh Tông kể cho tôi nghe câu chuyện báo ứng có thực của gia đình ông. Ông cố của Minh Thông rất giàu, điền sản phong diêu, nuôi trâu cày cấy. Hôm nọ, ông cố đang xỏ mũi con ngé, nó đau quá nên tung chân đá nhầm chỗ hiểm, làm cho chủ nhân vong mạng. Ông đội Minh Thông thấy ba mình chết thảm, nổi giận xung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ. Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, vội quỳ xuống, rống lên đau khổ, mắt tuôn lệ đầm đìa, tỏ ý van xin chủ nhân đừng giết con mình. Nhưng ông đội Minh Thông, cơn giận đang bốc cao khó kiềm chế, nên cứ nện chùy liên tục vào đầu con trâu nhỏ, khiến máu văng bắn tung tóe và con ngé ngã xuống đất. Ông đội liền chặt chân tay nó, treo thân thể lên cây. Trâu vẫn còn sống mà bị ông lột da, xẻo từng miếng thịt, hành hạ đến tận cùng. Do nông dân ở đây không ăn thịt trâu, cho nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất để mặc cho nó ung thối, sinh dòi. Con trâu bị hành hạ ngược đãi thống thiết, chịu cảnh đau đớn này kéo dài đến 3 ngày sau nó mới tắt thở. Sau đó, ông đội Binh Thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình: "Người khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thương của mẹ, còn độc ác tàn nhẫn lột da, xẻo thịt, hành ta thống khổ 3 ngày mới chết. Ta quyền sẽ báo thù, khiến 3 đời dòng họ nhà ngươi sống chẳng an, phải chịu cảnh gia phá nhân dân." Sau đó ông đội kết hôn, sinh được 1 trai là phụ thân của Minh Thông. Thằng con mới được 3 tuổi thì vợ ông mất. 3 năm sau, ông đội lịch tục huyền, phụ thân Minh Thông trưởng thành, kết hôn và sinh ra Minh Thông. Khi Minh Thông được 3 tuổi thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất. Minh Thông lên 6 tuổi thì phụ thân tục huyền. Tính ra cả 2 đời họ Thái đều phải sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngược đãi. Hiện tại ông nội, bà nội, cha mẹ Minh Thông đều đã qua đời. Minh Thông sau khi kết hôn cũng sinh được 2 con, nhưng lúc con trai trưởng 3 tuổi, con thứ 1 tuổi thì tình cảm vợ chồng ông đang thấm thiết bỗng sinh chuyện phải xa nhau. Khi thằng con cả 6 tuổi thì ông ly hôn vợ cũ và cưới vợ mới hiện nay. Thái Minh Thông hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thương tích nặng, hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Người bình thường đi đường thì cẳng chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bước, nhưng riêng ông mỗi lần đi đường do xương sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra nên đi đường hay bị va đập, vì vậy mà phải mổ lấy xương đó ra. Không những thế, lúc ông phục vụ nơi quân ngũ bỗng phát nhiên bị đau bụng, còn bị bác sĩ chuẩn đoán là đau ruột dư phải mổ gấp. Nhưng lúc tiêm thuốc, họ vô tình làm tổn thương thần kinh xương sống, khiến cho ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó thể đứng lâu. Sau khi xuất ngũ, ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân.
Hiện giờ do gắn trụ thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chưa hết, trước khi ngủ, ông luôn phải nhờ vợ cầm chùy đính đệm vào chân mới ngủ được, ngày nào cũng vậy. Minh Thông khẳng định mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai, nên đầu mới bị đánh trọng thương, bụng còn bị mổ nhầm đau đớn. Đêm nào cũng phải nếm cảnh cho chùy đập vào thân mới ngủ được. Các hiện tượng này đều là trả báo. Con trâu và bác nông phu. Bác nông phu vác cày lên rồi đánh trâu ra đường. Vừa đi bác vừa nhẩm tính. Còn ba hôm nữa là ta cấy mạ. Bác sung sướng vì năm nay bác được mùa. Bây giờ bác còn mong đợi thắng lợi ở mùa trái nữa. Bác cười thầm, tay bác vụt mạnh mấy roi vào hông trâu. Bị thúc giục, trâu bết bãi bước gấp trên con đường gồ ghề của nông thôn. Làng này nằm bên một đồi hẻo lánh và hiện giờ đang ở trong cảnh yên lặng tĩnh mịch của ban đêm. Màn sương vén dần, vườn đông vừa nhô lên khỏi đồi núi. Những tia sáng đầu tiên lung linh xuyên qua đám mây trắng, lấp lánh chiếu trên mấy rặng thông. Trước mặt bác là cánh đồng phì nhiêu chạy dài đến tận chân đồi xa thẳm. Thỉnh thoảng đồi rạch nước ánh lên vì nắng sớm. Tắc hò, tắc hò. Miệng bác nông phu lanh lảnh, con trâu nặng nề kéo, chân bác ấn mạnh lên lưỡi cày. Đất bị xẻ từng đường dài uốn cong ra hai bên như những lượn sóng rẽ ra trước mũi thuyền. Xa xa, vài người đang cuốc đất lên nền trời trong. Năm bảy con ác là khấp khểnh đớp mồi trên những sóng đất cày. Từ phía rừng, tiếng chim rải rác và gà rừng vang lên trong rừng lá rậm. Mặt trời càng lên cao, người và trâu nướng mình trong nắng. Lưỡi trâu le dài và nước bọt tràn rụa, mắt trâu lờ đờ đi vì nắng thiêu. Đuôi trâu phe phẩy như vang lên ngọn roi phun phúc của bác. Trâu tuy đã già nhưng sức còn khỏe. Gia đình bác mỗi ngày mỗi lên, một phần lớn là nhờ trâu. Con trâu này là người bạn quý hóa của bác, rất tận tụy với bác. Đã cùng bác vật lộn với cuộc sống và chịu dầm mưa dãi nắng để đưa gia đình bác lên. Bác nông phu triều mến nhìn trâu, nhưng vì quá ham công tiếc việc nên đôi khi bác quên nghĩ đến sức khỏe của trâu cũng như sức khỏe của bác. Cày hết đám này, bác cày tiếp đám khác. Con vật cần cù ấy vẫn hì hục theo mệnh lệnh của bác. Cánh đồng bây giờ hoang vắng, gió bắt đầu đổi chiều. Bỗng sầm lại từ phương đông, mây đen nghịch nặng nề kéo đến khuất mặt trời rồi đổ mưa xuống. Trâu và người vẫn thản nhiên cặm cụi làm việc trong mưa gió. Gió mỗi lúc mỗi mạnh, những hàng tre ngửa nghiêng, chớp sáng loáng, sét rầm vang. Một giờ sau, mây tan dần, mưa thưa hạt, rồi trời tạnh hẳn. Mặt trời lại rực rỡ, xé toang màn trời cũ. Khí nóng hơi bốc lên, làm mờ những lũy tre trong làng. Bên kia đồi, một vài con chim hót trời rạc. Bác nông phu thấy choáng váng đầu, người hơi tê lạnh, mắt loa lên, thả cày xuống, lần vào gốc cây đa. Nằm xuống bác ngủ tiếp đi. Một hồi lâu, đứng đợi mệnh lệnh. Trâu không thấy bên sau cử động gì, ngoảnh đầu lại thì thấy chủ đã nằm sóng sượt dưới gốc đa. Và một con cọp từ đồi mon men đi xuống. Biết chủ mình lâm nguy, trâu vùng vằng một lúc hất văng dù một bên đường ruộng chạy bay vào cứu chủ. Thấy trâu hùng hằng, cọp lui vào bụi rậm. Trâu nhìn mãi không thấy bóng cọp, vui mừng đến hút chủ dậy. Bác nông phu mở mắt, trâu chỉ biết ngước mặt lên phía đồi. Đầu bác còn choáng váng. Thấy trâu đến hút mình, bác tưởng trâu thù bác, vùng dậy, bác bẻ cành cây đánh trâu túi bụi. Chịu đựng không nổi trước những ngọn roi vô lý ấy, trâu bỏ chạy mà không muốn phản kháng. Bác nông phu mệt lừ, vất roi, bác thở hổn hển, rồi mê đi bao giờ không hay. Trên nền trời lam biếc, từng đám mây trắng đuổi nhau không ngừng, gió hiu hiu thổi, bác nông phu ngủ ngon lành, không dằn được lòng háo sát. Một lần nữa cọp ra khỏi bụi rậm, lần mò xuống đồi. Nãy giờ trâu buồn rầu đứng nhìn ngơ ngác giữa đồng ruộng, bỗng quay về phía rừng. Trâu hoảng hốt vì cọp đã đến gần gốc đa. Trâu không nhớ những ngọn roi tàn bạo mà chỉ nghĩ đến bổn phận của mình. Trâu chạy đến như bay,
cọp nhúng mình định vồ lấy Bắc Nông Phu. Nhanh như chớp, trâu bốn chân nhẹ nhàng bước đến phủ lên mình bác. Con cọp tức giận phòng mang trợn mắt, phóc qua nhảy lại cố vồ cho được con mồi ngon, nhưng vô hiệu. Mắt trâu đâm chiêu theo dõi hoạt biến của cọp để trương sừng đối phó. Trong khi đó, Bắc Nông Phu vẫn mê man ngáy đều đều, trong bầu không khí xâm chiếm và kháng cự yên lặng. Cầm cự một hồi lâu, thấy không thể tấn công được nữa, cọp ngút trâu lần cuối rồi trở về núi rừng. Trâu sung sướng trốn lên một miếng mừng chiến thắng. Đang ngủ say sưa, Bắc Nông Phu giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới bụng trâu. Bắc khủng khiếp lồm cồm, vừa bò bắc vừa la: "Làng xóm ơi, cứu tôi với, hắn giết tôi!" Trâu nghe Bắc la vang trời, tưởng Bắc mừng thoát chết, không ngờ Bắc lấy cây roi nguy hiểm khi nãy. Trâu vẫn thản nhiên đứng nhìn và chịu đựng những hành động phũ phàng của bác, vừa đánh đập vừa nhiếc mắng: "Đồ phản chủ, tao đánh chết mày!" Trên đường về tỉnh xá, từ xa Đức Phật đã nhìn thấy hành động độc ác gây nên bởi sự hiểu lầm của con người và nỗi oan ức của vật. Đi nhanh đến, Đức Phật đỡ cây roi và bảo: "Thôi đừng đánh nó nữa, ngươi cho ta cây roi này." Vứt roi xuống đất, Đức Phật vuốt ve mình trâu: "Thế là con hết bị đánh rồi." Trâu như hiểu lời Phật dạy, cảm động, nước mắt ràn rụa. Đức Phật đưa tay thoa nhẹ vào các lằn roi rớm máu trên mình trâu. Ngài ôn tồn bảo: "Trâu ơi, con đau khổ lắm không? Nhưng thôi con đừng buồn tủi nữa, ta đã biết rõ nỗi lòng của con, lòng trung thành mà con đã được trả lại những ngọn roi oan khuất của chủ." Đức Phật mải mê an ủi con trâu, như quên cả Bắc Nông Phu đứng bên cạnh. Ngài nói tiếp: "Trâu ơi, một lần nữa ta khuyên con đừng buồn chán, và con nên biết rằng không những một mình con mà chính ta cũng đã nhiều lần nếm qua nỗi niềm chua chát ấy. Con ạ, ta vì thương nhân loại nên ra đời cứu khổ, thế mà có lắm người không thấu rõ lòng ta. Họ đã và đang lăm le phá hoại, sỉ nhục ta. Nhưng trâu ơi, ta không nản lòng và không cho đó là sỉ nhục, mà những điều đáng sỉ nhục là khi nào không làm tròn phận sự của ta và không đem lại lợi ích an vui cho mọi người. Con cũng thế, ta khuyên con vui lên, tiếp tục chân thành giúp đỡ khi an cũng như lúc nguy cho chủ con và cho tất cả mọi người, thì đó chính là một phần thưởng an ủi lớn lao cho đời con. Còn chủ con có thấu hiểu lòng con hay không, điều đó không đáng kể lắm." Nói xong, Đức Phật xoay qua Bắc Nông Phu: "Luôn hai lần cọp định đến vồ ngươi, mà đều được trâu chống cự để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Thế mà vì hiểu lầm, ngươi đã đánh đập trâu. Không tin, ngươi hãy nhìn dấu chân cọp." Vừa nói, Đức Phật vừa đưa tay chỉ những dấu chân cọp còn lại. Giật mình, Bắc Nông Phu vội lên tiếng: "Lạy ngài, con không biết." Bắc chạy đến ôm lấy trâu, khóc nức nở: "Trâu ơi, con hiếu nghĩa quá." Một lần nữa, Đức Phật thoa nhẹ mình trâu và bảo: "Thôi ta đi, con ở lại, con hãy làm tròn bổn phận của con nhé." Từ giả Bắc Nông Phu, Đức Phật khoan thai xuống đồi, trâu lững người bốn mắt ngậm ngùi nhìn theo. Tháng 6, tuyết rơi. Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng do Quan Hán Khanh sáng tác. Nào ngờ lại là chuyện thật. 7-8 năm trước, thông qua một tu sĩ trong Giàn Phật Thành, tôi được đến Đài Loan nghe Trương giáo sư thuật lại tỉ mỉ các việc lạ lùng mà bà đã trải qua. 30 năm trước, bà làm công tác từ thiện tại Đài Loan, chuyên tư vấn tâm lý, là người tiên phong vực dậy trào lưu tốt cho xã hội. Vì vậy mà các ủy viên công tác từ thiện ở Đài Loan đều gọi bà là Trương giáo sư. Tôi biết tên thật của bà, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi bà là Trương giáo sư. Hiện nay Trương giáo sư đang ở Mỹ. Tôi có điện thoại trò chuyện cùng với bà. Bà là cư sĩ tu tại gia, ăn chay trường, nói năng cẩn trọng, chuyên trì chú Đại Bi và niệm Phật, thường đi khắp nơi truyền bá Phật pháp. Hiện nay bà hơn 70 tuổi.
Trước khi kể chuyện mình, trường giáo sư đã mở đầu như sau: những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị. Tôi nghĩ không phải ai cũng gặp chuyện giống như mình, nhưng chẳng thể ví các vị không gặp những chuyện này mà vào kết luận rằng đây là hoang đường, không có thực. Khi nghe xong câu chuyện của tôi, các vị muốn phê phán sao thì tùy, tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực, quyết không hề vọng ngữ, và điểm này xin hãy tin tôi. Đây là câu chuyện nhân quả báo ứng tuyệt hay mà bút giả may mắn được nghe chính miệng trương giáo sư kể ra. Thiết nghĩ những người giữ chức vụ cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem, sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại, chia sẻ cùng quý vị. Trường giáo sư vào trường đại học muộn, do sinh con rồi mới thi, tốt nghiệp lúc 33 tuổi. Lúc này, bà đã có 3 con trai. Năm 33 tuổi, vào tháng 5, bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn đúng vào ngày sinh nhật 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin này, thì kiên quyết yêu cầu bà phá thai. Thấy mẹ mình xưa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều năm, luôn giữ giới bất sát nghiêm nhặt, nhưng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình phá thai? Bà Trương cảm thấy rất kỳ quái. Dù có gặng hỏi đến mấy, mẫu thân vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. Khi Trương giáo sư mang thai, xảy ra hiện tượng rất lạ. Thứ nhất, trong người bà khó chịu, khiến phải thường xuyên đập đầu vào tường. Thứ hai, khi nôn ọe thì cứ đòi chồng và ba con trai phải đánh mình, còn buộc họ phải dốc hết sức mà đánh. Có vậy bà mới thấy dễ chịu. Nếu chồng và con không chấp nhận thì bà liền trở mặt với họ. Đây là hiện tượng kỳ quái mà những lần mang thai trước bà chưa hề bị qua. Khi bà Trương mang thai đến tháng thứ tư thì bạn của thân mẫu bà là một tu sĩ ở Đài Trung có việc đến Đài Bắc, nên tiện đường ghé thăm nhà họ. Mỗi lần gặp vị tu sĩ này, Trương giáo sư đều đảnh lễ. Lần này bà Trương lễ rồi, lại xin lễ thêm một lần nữa. Sư hỏi: vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? Dạ, đó là con lễ thai cho hài nhi trong bụng của con đó. Vị sư hoan hỷ nói: được rồi, ta thu nhận bé. Nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ của ta, thì sau này có xảy ra chuyện gì, nhớ cho ta hay. Khi thai nhi được 6 tháng, ngày nọ, mẹ của Trương giáo sư muốn ăn một món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở Đài Bắc mới có bán. Trương giáo sư là người con chí hiếu, luôn muốn làm cho mẹ vui lòng, nên ráng sức đi mua. Khi bà ra khỏi nhà, bước lên xe buýt rồi, lạ một điều là người trên xe đều thấy bà mang cái bụng to. Nhưng chẳng ai muốn nhường chỗ cho, thậm chí có kẻ còn vờ nhắm mắt lại để khỏi phải thấy, và không ai thèm để ý đến bà. Vì vậy, Trương giáo sư phải đứng suốt. Bỗng nhiên, xe tông phải vật nặng, thắng gấp khiến cho bà té nhào, dẫn tới động thai, phải chở đi cấp cứu. Tối đó, bà đau bụng dữ dội. Lúc này thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, nhưng bà đã sinh non. Bé tuy hình dạng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Bác sĩ bảo do hài nhi sinh quá sớm, họ đã làm hết sức mình, nhưng có cứu sống được bé chăng thì không dám đảm bảo. Vì vậy, Trường giáo sư đừng quá kỳ vọng. Trường giáo sư hết sức tự trách, giận mình không chịu an phận ở nhà để con trẻ được bình an sanh ra. Hiện tại bé chỉ có thể nằm trong lồng kính, bà rất mong Phật Bồ Tát sẽ gia trì cứu bé. Bỗng bà sực nhớ đến vị sư cách đây không lâu đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo. Dạ thưa sư, con đã sinh rồi, em bé còn quá nhỏ, nhưng con hy vọng có thể cứu được nó. Sư nói: con muốn cứu nó ư? Tốt, vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay hãy bắt đầu ăn chay 100 ngày. Con thường tụng kinh gì? Dạ, con chuyên tụng Bạch Y Thần Chú ạ. Được rồi, vậy thì con cứ tụng chú này, nhưng phải tụng một vạn, tức 10.000 biến. Nếu muốn cứu cháu
thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi. Lúc này Trương giáo sư đang ở bệnh viện, nghe sư phụ dạy như vậy thì vội tụng bạch y thần chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại đều tụng suốt. Không bao lâu, bệnh viện bảo Trương giáo sư có thể về nhà. Về nhà rồi hàng ngày bà ở trước Phật tụng chú, ngày ngày đều như thế. Khi bé được một tháng, tối đó bà bỗng thấy ác mộng. Trong mơ, đứa bé cứ lôi kéo bà, bà cũng dằn lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật mình tỉnh giấc, nghĩ điềm mộng này ác chẳng lành, bèn bảo chồng gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm xem con thế nào rồi. Lúc này đã 3 giờ sáng, chồng bà ngại nên chưa gọi điện. Trong lúc ông do dự thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé vừa qua đời lúc 3 giờ khuya. Trường giáo sư nghe như vậy thì bật khóc. Sáng ra khoảng 6 giờ, vị sư ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa vào cửa, sư liền bảo: "Chúc mừng bà." Trường giáo sư ngơ ngác, thầm nghĩ thằng bé con mình vừa mất, sao sư lại chúc mừng. Nhưng sư đã lên tiếng hỏi: "Phải chăng Hà Nhi ra đi lúc 3 giờ sáng?" Trường giáo sư rất kinh ngạc, nói: "Dạ, sao ngài biết được ạ?" Sư kể rõ nguồn cơn: "Hồi hôm này, khoảng 12 giờ khuya, đứa bé đến từ biệt sư. Nó nói, con vốn muốn đem bà ấy đi, nhưng hiện tại vô phương đoạt mạng bà. Bởi vì bà đối với mẫu thân một bề hiếu thuận. Mẹ bà muốn ăn cái gì, bà dù mang thai cái bụng to như vậy cũng ráng đi mua đồ cho mẹ. Và do bị gặp tai nạn xe như vậy, khiến con không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật 34 tuổi của bà sẽ bắt bà đi." Sư hỏi: "Con theo bà rốt cuộc là có thù oán gì?" Bé đáp: "Đây là mối thù truyền kiếp. Cách đây nhiều đời, bà ấy từng là tham quan, đã phán án sai, khiến con bị chết oan. Vì vậy, con để bà từ lúc hoài thai là bắt đầu bị hành hạ, chính là để trả mối thù lúc con bị tra tấn trong ngục. Con khiến bà hút đầu vào tường, kêu chồng con đánh đập mình là để rửa mối hận lúc con ở trong ngục thọ cực hình tan khóc. Nhưng hiện tại, từ lúc bà sinh con ra rồi thì không ngừng niệm Phật. Do bà niệm Phật nên chung quanh bà luôn được Phật Bồ Tát che chở, chúc phúc. Vì vậy, con vô phương tiếp cận, không có cơ hội để bắt bà đi. Nhưng con chẳng cam tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhà bà có Phật đường, con không cách chi vào được. Vì trong nhà bà luôn được các tôn tượng Phật bảo hộ, che chở, cho nên hiện tại con không đủ sức. Con muốn kéo bà đi cũng không được, thành phải bỏ đi." Sư bảo Trương giáo sư, bà không nên lưu luyến đứa bé này, nó đến là để báo thù, muốn đoạt mạng, bắt bà đi. Nghe vậy, lúc này mẫu thân của Trương giáo sư mới kể ra việc khuất tất trong dòng họ. Dòng họ Trương giáo sư phát sinh chuyện rất kỳ lạ. Ông nội, ông cố, phụ thân bà đều đúng ngày sinh nhật năm 36 tuổi thì tạ thế. Điều này xảy ra liên tục suốt 5 đời. Các trưởng nam của dòng họ đều vô phương sống quá 36 tuổi. Số mệnh của họ cứ đúng ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các trưởng nữ cứ đến sinh nhật 34 là tạ thế, không ai thoát khỏi. Chuyện này mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ nhưng không dám nói cho Trương giáo sư nghe, vì sợ con mình sẽ bị kích động. Bởi vì Trương giáo sư cũng là trưởng nữ. Đây là lý do vì sao mẹ Trương giáo sư kiên quyết muốn bà phải phá bỏ thai nhi. Trương giáo sư có 3 trai, mỗi mỗi đều ưu tú,
nhất là con cả, tốt nghiệp đại học xong thì đi Mỹ du học, sau đó thành gia lập nghiệp. 2 năm trước, Trương giáo sư từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và con trai út tại Đài Loan, thì bỗng nhận được điện thoại báo tin cậu cả đang tắm bỗng bị ngạt thở, hiện đang cấp cứu. Khi bà về đến Mỹ thì cậu cả đã qua đời. Điều này đối với bà như sét đánh gang tai, khiến bà suy sụp, té xỉu. Nhờ mẫu thân khuyên giải nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc này hầu như bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng. Con trai út của bà cũng tới Los Angeles, thậm chí phải nghỉ công tác để khuyên dỗ mẹ nguôi sầu. Trương giáo sư cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi nỗi đau. Thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mà thuở giờ chưa từng ghé qua, hy vọng Phật Bồ Tát có thể giúp tâm tư bà bình ổn lại. Từ 10 năm trước, Trương giáo sư đã biết ngôi chùa này, nhưng chưa bao giờ đến viếng. Hôm đó, bà đi cùng chồng và con trai út. Vừa vào cửa thì thấy trong Phật đường có 2 người, một vị là Pháp Sư Hương Cản, một vị là cư sĩ tại gia. Vị tu sĩ Hương Cản vừa thấy bà Trương thì nhìn chăm chăm, mà Trương giáo sư lúc đó hễ thấy người thì khóc. Pháp Sư liền hỏi nguyên nhân, biết việc rồi, thì ông bảo với Trương giáo sư rằng, hãy yên tâm, tôi sẽ lo giúp cho bà. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng Pháp Sư xin số điện thoại của bà và hẹn ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần, ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà. Ông thường nói, thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt, mục đích là để an ủi cảnh tỉnh bà, nhưng bà chẳng thể nào thoát ra khỏi vực thẳm khổ sầu. Thực sự thì cả đời Trương giáo sư chưa làm điều gì đáng thẹn với lương tâm. Tại Đài Loan, bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ bao nhiêu người, không hiểu tại sao gặp phải cảnh này. Một hôm, Pháp Sư gọi điện cho bà, mời bà đến, rồi muốn nói rằng, ông muốn giúp bà, nhưng phải đúng bệnh cho thuốc. Nhưng ông tra không ra nhân quả khuất tất, nên vô phương giúp bà. Ông nói, ông có thỉnh một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ Đại Lục, hiện để tại Phật đường của mình, và hỏi rằng, bà có thích Bồ Tát Quan Thế Âm chăng? Dạ, con từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm. Pháp Sư bảo, tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ Tát Quan Âm về nhà, trước tiên bà hãy đi mua 66cm giả vàng, 2 bó hoa cúc cùng hoa trái đèn hương, rồi à sáng mai đến thỉnh. Hôm đó, bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây vải vàng rất nhiều, bà cho chữ, chẳng biết mua loại nào, thì bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, liền cầm lên, chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói, khúc vải này không bán, bởi vì nó ít quá, mua về cũng không thể dùng làm gì. Trương giáo sư liền đo thử, kết quả vừa đúng 66cm. Thế là bà mua ngay. Bà đi ngang hàng hoa, tiệm còn đúng 2 bó hoa cúc, bà mua luôn, và hôm sau đi thỉnh tượng Quan Thế Âm về nhà. Từ đó trở đi, đã qua 2 tháng hơn, Trương giáo sư vẫn cảm thấy rất thống khổ, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Lần nọ, bà đến chỗ Pháp Sư, ông hỏi, tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà, chuyện bà không giống như người bình thường, tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà. Rồi ông đưa cho bà một tờ giấy đỏ và một bao thư, nói, trên tờ giấy này bà hãy viết ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là viết về gia thế, gốc gác xuất sinh. Mộc là viết về bạn bè, công việc. Thủy là viết ra tên họ toàn gia. Hỏa, kiếp này bà có oan khuất gì? Thổ, bà có nguyện vọng gì? Thế nhưng cần chú ý một điểm, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai xem qua, bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi nữa. Viết xong rồi thì tại ngày, giờ, tháng, năm đó, đối trước phương hướng đó, đọc 5 lần, liên tục 3 ngày, đọc tổng cộng 15 lần.
xong đem đốt đi, rồi bỏ tro vào bao thư này, đặt dưới gối nằm. Trường giáo sư làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn 1600 từ, đọc đủ 15 lần, rồi đốt đi, bỏ vào bao thư, đặt dưới gối. Được một tuần, pháp sư gọi điện đến cho bà, hỏi: trong thời gian này, không có hiện tượng gì phát sinh ư? Trường giáo sư đáp: dạ không. Đến ngày thứ 10, thầy gọi điện tới nói: chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của tôi. Con trai út bà cũng đồng đi với bà. Đến chỗ pháp sư, bà thấy trên bàn ông đặt sẵn một tờ giấy vàng rất lớn, trên ghi chi chít chữ. Pháp sư nói: đêm qua tôi ngồi tĩnh tọa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã tra được hết rồi. Nghĩa là trong nước hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy tiếng mới chép xong. Tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này, bà xem xong thì sẽ hiểu ngay. Sau đó pháp sư bảo bà: còn có hai tên cho bà xem đây. Bà vừa nhìn liền nói: hai người này đương nhiên con biết, họ đến là để đòi nợ con. Pháp sư nói: có phải bà rất hận hai người này? Dạ đúng. Bà không nên hận họ, bởi vì đời trước bà nợ họ. Đừng hận nữa, việc gì cũng đều có nhân quả của nó. Tiếp đến, pháp sư đưa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói: khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi, nhưng đọc đến đoạn thứ hai, bà sẽ rất kinh ngạc. Lúc đọc đến đoạn thứ ba, bà cảm thấy an ủi vô cùng. Thế là bà bắt đầu đọc tư liệu rất dài, vì cả trang giấy to lớn ghi rõ hết chuyện đời trước của bà. Điều đáng ngạc nhiên là câu chuyện nhân quả báo ứng này cũng giống như vị pháp sư Đài Trung từng kể 19 năm trước, nhưng ở đây ghi cụ thể tỉ mỉ hơn, có tên họ hẳn hoi. Đây là câu chuyện Đầu Nga kỳ án, nổi danh trong lịch sử mà ai cũng biết. Chuyện hoàn toàn có thật, được ghi như sau. Trường giáo sư kiếp trước là quan thái thú Đào Gột, một tham quan hủ bại, không ác nào mà không làm. Ông đã bắt Đầu Nga hạ ngục, xử nàng chết oan. Đầu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này, bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện Đầu Nga kỳ án. Dân nữ Đầu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên Đầu Thiên Chương. Do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường, nên đã vay nóng số tiền là 20 lạng bạc của bà quả phụ họ Thái. Nào ngờ năm sau, do số nợ lãi suất cao, biến thành 40 lạng, ông Chương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đầu Nga vừa gán nợ vừa làm đồng dưỡng tức. Tức có nghĩa là cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé. Đầu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm thì được gả làm dâu nhà họ Thái, nhưng chưa đầy 2 năm chồng nàng chết đi, Đầu Nga ngoá bụa đành ở vậy cùng với mẹ chồng. Lúc này tại Sở Châu có Trương Lư Nhi là một thanh niên lưu manh, hắn hợp cùng với lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt, ức hiếp hai quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bất đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng giả tâm Trương Lư Nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép Đầu Nga lấy hắn. Đầu Nga cương quyết từ chối, Trương Lư Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. Hôm nọ, mẹ chồng nàng bị bệnh, Đầu Nga nấu canh bổ đem dâng cho bà dùng, nhưng Trương Lư Nhi đã lén bỏ độc vào canh, thầm tính là trước tiên giết chết bà Thái, rồi sau đó ép Đầu Nga thành thân với Bình. Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh, lão Trương thấy đồ ngon bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã xuống lìa đời. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lư Nhi muốn hại mẹ kế,
thành ra giết chết cha ruột. Hắn gian ngoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thưa kiện lên quan. Tri phủ Sở Châu vốn là một tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lư đút lót nên đã dùng cực hình bức cung ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội, do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng, vì muốn cứu bà thoát đòn roi bạo hình, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói dẫn ra pháp trường. Lúc đó Đậu Nga lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất trách rằng: "Trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử quan mà cũng làm trời hay sao? Đất ơi, chẳng biết phân xấu tốt thiện ngay mà cũng làm đất hay sao?" Khi đao phủ vung đại đao lên, ánh chớp sáng lóe, lúc này Đậu Nga ngước lên trời, đọc to ba lời quyền. Nàng thề rằng: "Một, nếu tôi bị án quan, khi đao chém qua đầu thì máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến Bạch Kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể của tôi trên mặt đất. Hai, trong suốt tháng 6 đang mùa hạ, trời phải làm tuyết rơi dày 3 thước che phủ thi thể tôi. Ba, tôi chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt 3 năm để chứng minh là tôi chết oan." Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng lên Bạch Kỳ. Tiếp theo đó là suốt tháng 6 trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng, và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt 3 năm. Ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết oan. Điều này đã giống lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa, toàn thể bá tánh ở phủ Sở Châu đối với tham quan đào ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan. Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh, có kịch bản lấy tựa là Tháng 6 tuyết rơi, trải qua 100.000 năm nay luôn được tán thưởng, tác giả Quan Hán Khanh cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới. Nhưng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc như thế này: sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm cao quan, ông phụng lệnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn suốt 3 năm trời không mưa một giọt. Ông thầm nghĩ nhất định là có án oan, nên suốt đêm đó trông đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đậu Nga xuất hiện kể rõ oan tình, xin phụ thân chủ trì công đạo. Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lư Di cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong, trời mưa như trút. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ hai, đúng là rất ngạc nhiên, vì vào tháng đó, năm đó, bà đã viết tờ thiên biểu này làm y như pháp sư dạy và đốt đi, tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này pháp sư đã nhận được đủ và chép lại đúng 1633 từ bà đã viết, giống như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ ba, pháp sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này, Trương giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ học tập tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân. Nhưng đây, pháp sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. Ông nói: "Bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu." Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thường an ủi, liền đảnh lễ pháp sư, cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà. Pháp sư vội nói: "Bà không cần cảm ơn tôi, đúng ra tôi phải cảm ơn bà. Bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà thì không được phép về Hương Cảng." Thấy bà Trương ngơ ngác không hiểu,
vị tu sĩ liền giải thích. Sư phụ tôi vốn ở Hương Cảng, đã bế quan rồi, đúng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do trước đây từng thọ ơn bà, có lần bà đã cứu sống ông, mà trong lúc bế quan, ông phát hiện bà đang gặp nạn, rất thống khổ. Vì vậy, ông sai tôi hãy đem tôn tượng Quan Thế Âm này đến Los Angeles tìm cho ra bà. Nếu tìm không được, thì đừng hòng về Hương Cảng. Ngày đầu tiên tôi tới đây, chỉ biết đại khái tuổi của bà, dù bà ở rất gần. Nhưng Los Angeles rộng lớn như thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra, nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề quay về được. Tôi vào chùa này, hỏi thăm cầu may xem có phụ nữ nào giống như bà. Tình cờ ghé qua chăng, nào về hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi tới gặp. Nhưng lúc đó tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng. Bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn, tổ chức pháp hội lễ giảng Phật, rất trang trọng quy mô. Bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án quan thiên cổ rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải quan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến Hương Cảng đảnh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trường giáo sư ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội nghiệp quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối. Kể xong câu chuyện của mình, trường giáo sư kết luận, mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này, nhưng từ chuyện của người khác, chúng ta cũng có thể rút tỉa được những bài học hay. Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn. Nếu có thể, mong các bạn trước hãy lo sám hối, thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện trường giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra, hy vọng người hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này. Trường giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư phụ của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Phúc Đức Hải ghi. Lời người dịch. Nếu bạn đọc thắc mắc bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân quyến cũng rước họa lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi, ác bạn sẽ hiểu là đồng nghiệp chiêu cảm. Tham quan đào ngột ngày xưa không tạo ác đơn độc, mà còn có cả phe cánh của ông. Những quan hệ cấp trên và thuộc hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận hành, có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền. Do vậy mà cả gia tộc bà đều phải nếm cuộc báo thù của Đậu Nga. Tôi đã tìm dịch thêm câu chuyện Thái Minh Thông ở cuốn sách khác, đem sắp vào đây nhằm giúp độc giả sáng tỏ thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong dòng tộc thọ báo tương tục. Khi dịch câu chuyện đầy xong, tôi rất ngạc nhiên. Trường giáo sư hiện đời là một phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là tham quan ác độc. Nếu đem so quá khứ và hiện tại thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản hoàn toàn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tham quan đào ngột sau khi xử án Đậu Nga xong, nội việc chứng kiến máu bay lên Bạch Kỳ, tháng 6 trời làm tuyết, và sau đó hạn hán 3 năm, cộng thêm lời dân chúng ta tháng chỉ trích, cũng đủ để cho ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải, tu hành cực mạnh rồi. Và chính nhờ cái tâm sám hối tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó đã chuyển đào ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh đời hiện tại, bạc hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm. Đến nỗi khi kiểm điểm lại đã thấy ngay trong đời này y như
chẳng còn mang theo một chút thối ác nào được di truyền từ quá khứ. Chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi. Còn Đậu Nga là cô gái đặc biệt, thông thường các nàng dâu hay nghịch với mẹ chồng, nhưng Đậu Nga thì khác, nàng cư xử rất tốt với mẹ chồng. Do không đỡ chứng kiến cảnh bà bị đòn roi, nàng chấp nhận hy sinh, nhận tội lỗi, lãnh án tử hình oan. Có thể nói nàng là người có đức hạnh, cho nên mọi lời thề nguyện của nàng đều thành sự thật. Tôi nhớ đã từng đọc một truyện của Tây Phương, nhưng không biết truyện này có thật không. Kể về một tử tù bị tuyên án oan. Ông chỉ vào các nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng bộ ông sẽ không bao giờ bọc cỏ để chứng minh mình bị oan. Sau đó tại nghĩa trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử tù này là không bao giờ có cỏ mọc. Điều này khiến các nhân vật trong tòa chột dạ. Họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết hết, mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không mọc cỏ. Có vẻ như lời nguyền của những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện. Thông thường ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn so với lúc bản thân có chức quyền địa vị cao. Tôi nhớ tới chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập Báo Ứng Hiện Đời 1-2. Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm tai. Hễ ai trái ý là nàng giết, tính nết kiêu căng, trịch thượng, quyền quy, ác độc. Nhưng lúc tái sanh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành, một con cua cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị chồng sát hại. Cũng một con người đó, quá khứ thì tàn nhẫn ác độc, nhưng hiện tại thì lại hiền lành, tốt nết. Tất cả những thay đổi này nói chung đều xuất phát từ lòng ăn năn hối cải, nguyện dứt ác, tu thiện mãnh liệt. Có lẽ nhờ vậy mà khi tái sinh, những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ, chỉ còn lại những nết tốt, hành thiện, làm hành trang đem theo qua kiếp sau. Đó là điều đáng mừng cho họ. Nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh, sửa đổi mạnh như vậy. Thật chí lý khi Phật nói tạo si phước, tạo mà không có trí tuệ là tội nghiệp đời thứ ba. Bởi những phước báo đã tạo quá nhiều, nếu có lên trời, hưởng hết rồi cũng bị đọa. Còn nếu được ở dân gian hưởng phúc, thì sẽ sinh làm người quyền quý, giàu sang. Rồi chính vì những tiền của, quyền lực, tài sắc đó, người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn. Cho nên Phật luôn nhắc nhở ta phải tu theo chánh pháp, để đời đời luôn có trí tuệ, dẫn lối soi đường, giúp ta không đọa lạc. Tâm sự một nữ kỹ sư. Tôi ở huyện Mẫu Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, là một phụ nữ mắc bệnh ung bướu nan y. Vào năm 37 tuổi, tôi bị bú mật thời kỳ cuối. Mật của tôi hiện đã được cắt bỏ, nhưng do cắt bỏ mật vào giai đoạn bệnh đến thời kỳ cuối nên tình trạng không ổn như lúc mới phát. Bởi vào thời kỳ cuối, những tế bào ung bướu đã phát tán khắp thân nên dễ tái phát tràn lan. Sau khi cắt bỏ túi mật rồi thì tử cung tôi lại mọc thêm 3 ung bướu. Tiếp đến, buồng trứng bên trái sinh 1 bướu,
chưa đầy nửa năm, buồng trứng bên phải cũng có một bú nữa. Tiếp theo là cổ họng lại sinh bú. Mọi người nghe tôi nói chuyện giọng khàn khàn. Sức khỏe của tôi cực suy, không thể tiếp nhận được những cuộc đại phẫu thuật. Do vậy mà chẳng thể mổ tứ cung, buồng trứng, vân vân. Riêng yết hầu của tôi bị bú, chỉ cần hả miệng dùng kính soi cũng thấy rõ. Nhờ vậy mà bú ở yết hầu đã cắt được. Hiện tại giọng nói vẫn còn khàn. Sau đó bao tử cũng sinh bú, trực tràng cũng bị bệnh. Mọi người thường gọi là bệnh trĩ, nhưng thực chất không đúng, nơi đó cũng bị ung bú. Những thống khổ tôi chịu vẫn chưa hết, vì bệnh lại lan đến phổi cực kỳ ác liệt. Nửa phần trên phổi trái có 5 ung bú. Tôi bị bệnh khổ hành hạ dày vò đến hôn mê bất tỉnh. Tôi thường ho ra máu, máu lẫn đầy tạp chất lợn cận, ho ra từng bụm máu. Tất cả bệnh này của tôi đều do ác nghiệp sát sanh tạo thành. Tôi chuyên bán các ngư cụ, đánh bắt hải sản và cung ứng đủ loại thủy tộc cho mọi người dùng. Tôi làm việc từ năm 1981. Tuy hộ khẩu ở huyện Bảo Thanh, nhưng phạm vi buôn bán mở rộng đến khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị. Khắp người tôi giờ mắc bệnh ung bú thống khổ, thấy điều do sát nghiệp. Sau này học Phật Pháp rồi, tôi mới hiểu. Lúc chưa biết đạo, tôi đã phá thai 2 lần. Đây là đại ác nghiệp. Khi bệnh vật vã, tôi gác quỵ trên giường, nằm thở thôi thớp. Tôi nếm đủ mùi khổ, vì hễ phía trên vừa ho sù sụ là phía dưới nước tiểu bắn ra ướt quần. Do vậy mà tôi phải lót băng, bởi vừa ho là xón tiểu ngay. Hơn nữa còn bị các bệnh khác dày vò hành hạ, khổ hết chỗ nói. Lúc này bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống được 1 tháng. Tóc tôi bạc trắng hết do dùng thuốc và trị hóa chất. Sau đó không thể hóa trị nữa, bởi tôi quá suy yếu, hết tiếp nhận nổi. Do hóa trị một nửa diệt tế bào ung thư, một nửa là diệt tế bào lành, mà tình trạng sức khỏe tôi như thế thì không thể trị hóa chất tiếp nữa. Tôi yếu đến không thể đi đứng, chỉ cần nói chuyện vài ba câu là chóng mặt muốn xỉu. Tôi không thể nói mà cũng không còn sức lực chi. Sau đó nghe con tôi kể có hòa thượng Thể Huệ đang tổ chức Phật thất. Nghe đồn lực gia trì của Phật thất này rất mạnh, thế là tôi ngỏ ý muốn tham dự thử. Nhưng ông xã và mẹ chồng lẫn mẹ ruột đều không cho đi. Nhất là mẹ ruột tôi, bà rất cưng tôi, khăng khăng tuyên bố thà để tôi nằm nhà trị bệnh mà chết, chứ nhất quyết không cho tôi đi vào con đường mê tín như vậy. Bà bảo nếu tôi cứ liều lĩnh đi thì với tình trạng sức khỏe suy yếu như thế này, e rằng tôi chưa đến nơi thì đã bỏ xác trên hỏa xa. Sau đó con trai tôi ra sức thuyết phục, nó thưa với mẹ tôi: "Ngoại ơi, xin đừng có ngăn cản mẹ cháu nữa. Bà yêu con gái cháu thì cũng biết thương mẹ mình vậy. Nếu cứ để mẹ cháu nằm nhà chờ chết thì chi bằng để cho mẹ thỏa nguyện đi, được tội ý đến với Phật Pháp, làm cuộc thí nghiệm thử coi sao." Lúc đó bác sĩ tuyên bố với cả nhà tôi rằng mạng sống cô này chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Thôi thì cô ấy thích ăn gì cứ cho ăn đi. Mẫu thân không cho tôi đi là vì muốn trong thời gian cuối này được bày tỏ hết lòng yêu thương dành cho con gái. Khi mẹ đòi rửa chân cho, tôi thật chẳng nỡ để cho mẹ tôi làm như vậy. Nhưng vì muốn làm cho bà vui lòng, tôi đành để cho mẹ tùy ý, không muốn bà phải ôm ấy nấy sau khi tôi chết đi. Vì vậy mà đành chì chân ra cho mẹ tôi rửa. Lúc mẹ rửa chân, tôi rơi nước mắt đầm đìa. Khi mẹ đồng ý chịu cho phép tôi đi thì con trai tôi, lúc đó là sinh viên theo học viện nghiên cứu, liền xin nghỉ học để hộ tống tôi đến Phật thất. Phật thất tổ chức tại Bảo Lâm Thiền Tự ở Cẩm Châu, Liêu Ninh. Khi đó tôi bước đi không vững, nhờ có con trai
và một bà bạn ở Hắc Long Giang đồng phụ đỡ dìu đưa tôi đi. Đến Phật thất, hàng ngày tôi phải bái Phật tới ngàn lễ, tu toàn là niệm Phật, lễ Phật. Vậy mà kỳ tích xuất hiện. Tại Phật thất, sư phụ dạy tôi khi niệm Phật, gì cũng không nghĩ đến, tâm không tạp loạn, chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Rồi sư dạy tôi lễ Phật. Tôi thọ Bát Quan Trai Giới, hành trì theo đoàn thể. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày, tôi rất mừng vì không còn ho nữa. Thấy tôi ngưng ho thì sư phụ bắt tôi lễ Phật, mỗi ngày phải lễ tới ngàn lạy. Mà với tình trạng bệnh của tôi lúc đó, tôi đứng còn không vững nữa thì nói gì đến lạy. Tôi nghĩ, vì sao sư phụ vẫn bắt con lễ Phật chứ? Thế là tôi khóc. Vì lễ không đổi nên tôi bật khóc. Nhưng sư phụ vẫn không mềm lòng, ông cương quyết ép tôi phải lễ Phật. Dù lễ không đổi cũng phải lễ, nghĩa là có lễ được hay không tôi cũng phải lễ. Tôi lễ Phật được một tuần thì sư phụ bèn đi thật nhanh quanh đạo tràng. Tôi cũng chạy theo, bởi vì tôi bệnh phổi, trong phổi ứ đầy tạp chất không thông, tôi không còn khí lực và nói chẳng ra hơi. Vậy mà còn phải chạy, rất dễ bị ngạt thở chết. Tôi không dám chạy, nhưng sư phụ khuyến khích tôi. Tôi bèn thí nghiệm chạy thử, bước từng bước thật nhanh. Ôi chao, từ từ tôi cảm thấy dễ chịu. Thế là tôi yên tâm rảo bước theo sư phụ, lên lên xuống xuống, lòng rất vui. Tiếp đến tuần thất thứ hai, phải leo núi. Sư phụ hướng dẫn tôi đi. Thấy ngài leo núi, tôi không dám lên theo vì sợ mình sẽ chết. Bởi tôi biết rõ sức khỏe của mình khó kham nổi. Nhưng sau đó, sư phụ đến dìu tôi và động viên nói rằng, Triệu Lệ Bình, hãy ráng lên núi nhé. Tôi nghĩ, phải nghe sư phụ thôi. Ngài dạy gì, tôi đều vâng theo. Thế là tôi ráng sức lên núi. Núi này cao, dốc đứng, đường toàn là dốc. Tôi bò từng bước, lên được tới đỉnh núi, tôi bừng đến lệ tuôn đầy mặt. Tôi đứng trên núi thầm nghĩ, thật là ngoài sức tưởng tượng, không ngờ mình lại có thể leo lên và đứng được trên đỉnh núi. Lặng ngắm bầu trời biên biết, cây cối xanh tươi, tôi cảm động vô hạn. Vì chính Phật thất của sư phụ đã cứu vớt và ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Sau đó, tôi tham dự từng đợt Phật thất của sư phụ tổ chức. Mãi cho đến hiện tại, hồi đó, khi tôi bệnh, đầu tóc bạc hết hai phần, còn một phần thì ngả màu tro xám xịt. Nhưng tôi vẫn một bề theo sư phụ đã thức. Đến bây giờ, khi các bạn đạo gặp lại tôi, họ đều suýt xoa. Trời ơi, tóc Lệ Bình đen lại rồi nè, hay thiệt đó nha. Họ đứng trước tôi trầm trồ, ngắm nghía và cứ khen mãi. Tôi thật là vui. Trước đây ở nhà, mỗi khi dùng bữa, tôi đều phải ăn cháo. Vì vậy khi đến dự Phật thức, tôi rất lo, bởi ở đây toàn ăn cơm. Tôi nghĩ, bao tử mình bệnh nặng như thế, làm sao ăn cơm được. Nhưng sau khi tôi theo dự Phật thức rồi, hiện nay nếp sinh hoạt chẳng hề khác người. Tôi ăn dễ dàng, hơn nữa mặt mày khí sắc còn rất hồng hào. Thật đó. Bây giờ, khi theo mọi người nhiễu Phật, niệm Phật, tôi rất muốn niệm lớn tiếng. Hồi trước, lúc mới tham dự, tôi niệm chẳng có hơi, khó thành tiếng. Giờ đây, tôi đã có thể niệm ra tiếng, và còn niệm lớn nữa. Còn các bệnh như ung bú, tử cung, buồng trứng, vân vân, hiện tại, tôi chẳng thèm đi khám hay kiểm tra. Tôi tự biết nó đã ổn. Vì sao ư? Tôi 37 tuổi bắt đầu bị ung bướu, bạc kinh nguyệt đã 3 năm.
Trước đây bác sĩ từng nhắc tôi phải lưu ý, hễ thấy có hiện tượng ra máu lần nữa thì coi như tiêu. Tôi có hỏi bác sĩ tại sao, thì ông đáp: tử cung của bà đầy bướu, nó mọc chen chúc dồn ép, nếu bây giờ nó bể ra, tất nhiên là đại xuất huyết thì phải chết thôi. Lại thêm hai buồng trứng của bà đều có bướu, cực kỳ xấu. Sau khi tôi tham gia Phật thất của sư phụ, rồi dự các Phật thất kế tiếp nữa, thì đột nhiên trong thời gian này, tôi cảm thấy bụng mình rất đau, đau dữ dội. Xong Phật thất thì sư phụ quay về Đài Loan, còn tôi thì về quê mình ở huyện Bảo Thanh. Thầm nghĩ, nếu sư phụ mở Phật thất nữa thì tôi sẽ tham dự tiếp. Về nhà rồi, tôi bỗng thấy phần bụng của mình cực kỳ nóng, như có luồng điện đang đun nấu và tỏa khí nóng khắp bụng dưới, khiến tôi có cảm giác có một chút đau. Tôi nghĩ thầm, vì sao lại như vậy? Tôi thấy tình cảnh của mình có thể giống như lời bác sĩ từng cảnh báo là mạng sống sẽ tiêu ma, e xảy ra đại xuất huyết. Nên tôi vội lao vào nhà vệ sinh, bỗng nghe Hạ Thể kêu xòa một tiếng lớn, rồi trong bụng có vật gì tuôn ào ra. Tiếp theo là cảm giác thư thái dễ chịu. Khi tôi đứng dậy, nhìn vào bô, thấy toàn máu đỏ, trong đó có một khối u hình tròn cỡ một cái chén nhỏ, mặt bằng phẳng, nhưng xung quanh giống như là hoa sáu cánh. Sau đó tôi chẳng biết bệnh tình của mình tốt hay xấu, liền đi đến bệnh viện siêu âm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bác sĩ kiểm tra xong lại bảo: bệnh của bà bây giờ lành rồi, không sao hết. Từ đó tôi hồi phục như người bình thường, chỉ còn bệnh phổi. Nhưng tôi dứt khoát không đi khám trị gì nữa, bởi tôi nghĩ đầu tóc mình đã đen lại, bệnh dù không lành hoàn toàn thì thể lực của tôi cũng rất tốt, khỏe như thế này là đủ rồi. Hiện giờ tôi đã có thể làm việc, sinh hoạt bình thường như bao người. Nhờ cơn bệnh khốc liệt này của tôi mà ba chồng, mẹ ruột, chú út, thím út, em trai, em gái, tất cả thân dân từng chứng kiến cảnh tôi bị bệnh hoạn thôi thớp, đến bây giờ tôi lại khỏe an như thế này, và bây giờ việc gì cũng có thể làm được, thì ai nấy đều tán thán: Phật pháp thật vi diệu, không thể dĩ lường. Không chỉ khen như vậy thôi đâu, mà tất cả bọn họ đều xúm nhau ăn chay niệm Phật hết ráo. Ba chồng tôi năm nay 81 tuổi. Trước năm 1949, ông là nhà cách mạng lão thành, lập chiến công, huân chương nhiều. Ông chỉ tin chủ tịch Mao thôi, ngoài ra không tin gì khác. Nhưng bây giờ tất cả đều làm giống nhau, quay sang ăn chay, niệm Phật, tu tinh tấn. Chú hai, em chồng của tôi trước đây là chủ tiệm ăn Bảo Thanh nổi tiếng, vì đây là nhà hàng bề thế nổi danh, ai cũng biết, ngày nào cũng giết một số lượng vật rất lớn, vì lúc nào cũng có người đặt tiệc, ít nhất là 10 bàn, nên tiệm phải giết đủ thứ các hải sản tươi sống, gồm cá, tôm, cua, hải sâm, vân vân, nghĩa là sát sinh vô số, không thể đếm hết, và thu được rất nhiều tiền. Nhưng thông qua cơn bạo bệnh của tôi, vợ chồng chú hai cương quyết bỏ nghề, họ chuyển đến phố Thông Hoa làm công cho người, triệt để từ bỏ nghiệp sát. Từ khi chứng kiến cảnh trạng của tôi, không riêng gì người nhà tôi quay sang ăn chay niệm Phật, mà kể cả các bạn khắp huyện Bảo Thanh, ai cũng đều tin sâu Phật pháp. Tu hành chân chính là như thế. Tôi đặc biệt tri ân sư phụ. Kể từ khi theo dự Phật thất của Ngài, tôi thu được rất nhiều lợi ích, không những thân được đại lợi mà tâm cũng thăng hoa, tiến cao. Tôi học được rất nhiều điều hay từ ân sư. Phật thất của sư phụ không những cứu mệnh tôi mà còn giúp tôi noi theo đức hạnh cao cả của Ngài. Tôi nói đúng câu này bởi tôi không phải là người tốt. Lần đầu khi nghe mọi người bảo
có lão hòa thượng Thể Huệ từ Đài Loan sang đại lục tổ chức Phật thất. Khi đó tôi chưa tin đạo, không hiểu gì về Phật giáo nên rất ngạo mạn. Dù không biết rành về ngài, tôi vẫn mở miệng phỉ báng đàm tiếu. Tôi dùng thành kiến vô thần của mình để đo lường, tưởng tượng xấu, rồi mặc tình phê phán, dè biểu. Tôi chê: vị sư này bất hảo đủ điều, không có chỗ nào được hết. Ngay khi viết những dòng này, tôi rất ăn năn, chỉ muốn thốt to lên rằng: sư phụ, con xin thành tâm sám hối với ngài. Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng nằm bên cửa tử, mới khởi tâm muốn đi dự Phật thất, vì nghe đồn sức gia trì từ Phật thất của ngài rất mạnh và linh. Tôi đi để cầu may thôi. Những nghiệp ác tôi làm như sát sinh, phá thai, phỉ báng, dèm chê sau lưng ngài, vân vân. Tất nhiên là sư phụ biết hết, ngài biết rất rõ, nhưng vẫn luôn từ ái quan tâm chăm sóc một kẻ đại ác, đại sát sinh, đại khẩu nghiệp như tôi. Bất kể đi đâu, ác gì, ngài đều để dành phần cho tôi và giải thích rằng Triệu Lê Bình bệnh hoạn, suy yếu lắm, hãy đem cho cô ta dùng. Tại Phật thất, ngài cứu mạng tôi bằng cách giáo hóa vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Và một kẻ ngạo mạn vô thần như tôi đã bị đức hạnh cao tột của ngài cảm hóa, chiết phục. Sư phụ càng đối tốt, càng ưu ái, thì tôi càng cảm thấy ăn năn xấu hổ, càng bồi phục và tri ân. Từ đó, tôi thành tâm theo dự các Phật thất của ngài liên tục gần 3 năm. Tính ra, sư phụ đã tổ chức hơn 50 Phật thất. Trong suốt thời gian này, sư phụ không phải chỉ đối tốt với riêng mình tôi, mà là với tất cả. Vì vậy mà tôi rất tôn kính ngài. Đến khi bệnh lành rồi, tôi vẫn còn muốn theo dự Phật thất của sư phụ, vì muốn học theo đức hạnh của ngài. Lúc tôi ở Ngũ Đại Sơn, có gặp một cô bé khoảng 16 tuổi, người Tây An. Em mắc chứng bệnh, hãy ăn vào là ói. Trước đây em vốn rất xinh đẹp, khả ái, thanh tú, nhưng từ khi bị bệnh, em tăng cân vùng vụt, từ 45kg thành 85kg, phục vịt, mập ú. Em đi khắp nơi tìm thầy, do em là cô nhi, không cha mẹ, nên rất đáng thương. Sư phụ cũng cho phép em đi theo ngài. Lúc đó tôi nghĩ, sư phụ sao lại làm như vậy chứ? Con bé này bị chứng nan y, ngài dẫn nó đi theo bên cạnh, lỡ như mà bệnh không khỏi thì sẽ làm tổn thanh danh của ngài. Lúc đó, tôi chỉ lo cho sư phụ nên nghĩ vậy, nhưng sư phụ chẳng hề quan tâm tới điều này. Ngài bảo tôi: Lệ Bình, cô bé nó đáng thương lắm, con qua xem nó, coi nó như con và chăm sóc quan tâm nó. Con bé đã bộc bề đi theo, tham dự các Phật thất của sư phụ, cho đến tận Ngũ Đại Sơn. Sau đó thì nó không theo nữa, vì bệnh đã hết, nó phải về nhà làm việc. Suốt thời gian theo sư phụ, tôi học được rất nhiều bài học quý từ đức hạnh của ngài, những phẩm chất cao thượng mà thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến qua. Cho nên, dù bệnh lành rồi, tôi vẫn tiếp tục tham dự Phật thất của sư phụ. Tôi rất muốn học tập theo ngài. Trong lòng tôi, ngài là một cao tăng đức hạnh cao tột, là một vị đạo sư cực kỳ vĩ đại trên thế gian. Ngài đã làm cho tôi khâm phục, cảm động đến rơi lệ. Càng theo sư phụ đã thất, tôi càng thấy đức hạnh của sư phụ tuyệt vời. Bởi vì trong cuộc sống thế tục này, tôi chưa từng gặp qua ai có phong cách như vậy. Khi tiếp xúc với bậc chân tu mẫu mực như ngài, tôi mới biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phụ thân tôi vốn là một giảng sư cao học, mẹ tôi cũng là giáo sư đại học. Không những tôi tiếp thu đầy đủ tri thức của ba mẹ mà còn tốt nghiệp bằng cấp cao, nên những người tôi tiếp xúc đều là giới trí thức thượng đẳng. Con trai út tôi là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Nông Lâm Vũ Hán. Có thể nói cả đời tôi toàn là tiếp xúc giao du cùng giới trí thức cao cấp thượng lưu. Họ là những người mà tôi coi trọng, bởi có câu:
vạn ngành đều thấp, chỉ học thức là tối cao. Đây là lời tuyên bố của cổ nhân. Thế nên trong tâm, tôi luôn vọng hướng theo tôn chỉ này, thường nhìn và dõi theo giới có học thức tối cao để xem bản thân họ thực sự có tư chất, tác phong ưu mỹ tốt lành như thế nào mà cổ thánh tiên hiền hằng ca ngợi hay không. Nhưng thú thật, sau khi tiếp xúc với sư phụ, tôi mới phát hiện ra sư phụ cao tột sáng chói, vượt xa giới trí thức thượng lưu rất nhiều. Thỉnh thoảng, những lúc đi kinh hành diễu quanh Phật, tôi thầm thú nhận: Bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu và cảm ngộ triệt để câu thập phương thế giới ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Con xem cùng khắp mười phương thế giới cũng không thấy ai tuyệt vời như Phật. Chư Phật đúng là từ bi và cực kỳ vĩ đại vậy. Triệu Lệ Bình.